Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 1, câu 39 đến câu 56. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, thăm viếng để chia vui, thăm viếng để an ủi, thăm viếng để giúp đỡ, đó là chuyện thường tình của cuộc sống con người. Đó cũng là nét đẹp của con người chúng ta. Đó cũng là ý nghĩa cao cả mà hôm nay giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm cuộc thăm viếng của Đức Mẹ dành cho bà Elisabeth. Tin mừng theo Thánh Luca thuật lại: Ngay sau biến cố truyền tin, mẹ Maria nhận biết người chị họ là Elisabeth đang vui mừng vì được Chúa cho sinh con trong lúc tuổi già. Một niềm vui trào dâng vì được Chúa cất khỏi nỗi oan khiên của tập tục Do Thái. Son sẻ là tội thất đức. Không chỉ nhận thấy niềm vui của người chị họ, mẹ Maria còn nhận ra những lo toan của bà chị họ vì neo đơn khi sanh con trong lúc tuổi già. Chính lý do này cũng thúc đẩy mẹ lên đường đi thăm viếng bà Elisabeth. Cuộc sống chúng ta không thể thiếu những cuộc viếng thăm. Đó là điều nói lên tính xã hội trong con người chúng ta. Chúng ta sống là phải sống liên đới với người khác, nghĩa là biết sống cùng, sống với và sống cho người khác. Đó là nét đẹp của một lối sống nông thôn, tình làng nghĩa xóm. Trong lối sống ấy, chúng ta có thể biết nhau từ nhà ở đầu ngõ, có thể biết nhau từ nhà ở đầu ngõ đến cuối ngõ.
Chúng ta dễ dàng san sẻ tình làng nghĩa xóm. Chúng ta dễ dàng thăm hỏi nhau khi người này người kia gặp hữu sự như có cưới hỏi, dỗ chạp, tan chế. Những cuộc thăm hỏi được thực hiện dễ dàng và xây đắp tình huynh đệ. Thế nhưng, vì cuộc sống xã hội thay đổi, ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Đó là một xã hội muốn đô thị hóa nông thôn. Người ta đang muốn biến nông thôn thành thành thị. Chúng ta không phủ nhận những điều tốt đẹp và văn minh của một thành thị. Nhưng chúng ta cần nhận thấy mặt trái của nếp sống thành thị. Đó là một cuộc sống vội vã và thiếu quan tâm đến nhau. Vì cổng cao cửa kính, người ta sẽ rất ngại đến với nhau, sẽ rất ngại thăm viếng nhau. Và cuộc sống thiếu thăm viếng là cuộc sống đang làm sa mạc hóa lòng con người. Lạy Chúa, nhờ cuộc thăm viếng của mẹ Maria hôm nay, Chúa đang dạy chúng con bài học biết quan tâm và san sẻ cuộc sống với anh chị em chúng con. Xin cho chúng con luôn biết noi gương mẹ Maria để luôn lên đường thăm viếng anh chị em đang gặp những hoàn cảnh khó khăn. Amen.